Thưa quý vị, hôm nay ngày 4 tháng 4, trước khi khai mạc khóa tập huấn nghiệp vụ Hoàng Pháp năm 2024, Chư Tôn Đức ban tổ chức họp chủ bị nhằm kiểm tra những hạng mục cuối cùng. Tại đây, chi tiết chương trình khóa tập huấn được trình bày và xin ý kiến đóng góp từ Chư Tôn Đức lãnh đạo đối với những diễn biến hoạt động của chương trình khóa tập huấn trong 4 ngày, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 4. Từ nhiều tháng trước, khóa bồi dưỡng đã được lên kế hoạch chi tiết, các phương án tổ chức cũng như công tác đảm bảo an ninh trật tự được ban tổ chức hết sức chú trọng. Với 500 đại biểu là một số lượng rất là lớn và đã được sự chấp thuận của ban tôn giáo chính phủ và chính quyền thành phố, cho nên thì chính quyền quận 12 cũng như địa phương cũng đã thường xuyên liên lạc trao đổi và đã luôn luôn đảm bảo được các cái mặt an ninh trật tự cũng như công tác tổ chức. Tới giờ phút này thì có thể nói là 90% là đạt được cái nhu cầu. Trong hội nghị thảo luận xây dựng đề án biên soạn tài liệu, giáo trình thuyết giảng, các thành viên ban chuyên môn cũng báo cáo tình hình, công tác chuẩn bị tính đến thời điểm hiện tại, những khó khăn, thách thức và cách giải quyết dứt điểm để sẵn sàng cho khóa bồi dưỡng nghiệp vụ. Bên cạnh đó, hội nghị đã cùng nhau đưa ra những phương án để chương trình khóa tập huấn được diễn ra thành công tốt đẹp.